Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 25 tháng 12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Hôm nay, ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ ngày 26 đến 28, 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11 đến 14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây đúng là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Do tác động của không khí lạnh mạnh làm giảm nhiệt độ kết hợp với mưa nên khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá ở những vùng núi cao. Đợt không khí lạnh gây rét đậm, có nơi rét hại này có khả năng kéo dài từ ngày 26 đến 28, 12, những ngày sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ vì vậy cũng tăng dần lên. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng trong những ngày đầu năm Tết Dương lịch sẽ lại có không khí lạnh tăng cường gây mưa và làm giảm nhiệt độ trở lại.